lại rồi đây. Và ngày hôm nay Trang sẽ chia sẻ với các bạn một kiểu trang điểm về cái bộ make up baby baby got peach của Colourpop. Mà hôm trước Trang show các bạn cái video đập hộp á, bởi vì Trang nhận được rất nhiều yêu cầu từ các bạn là vừa review vừa là làm một kiểu trang điểm về cái bộ màu peach này, hay cũng như màu cam đào. Thì hiện tại thì trên mặt Trang đang có sẵn những thứ như sau. Trang đã xịt trước một cái lớp xịt Dewy Set của Anastasia vẫn giống như lần trước. Rồi sau đó Trang bôi một cái lớp kem dưỡng Nivea SPF 15 Essential. Và trên môi của Trang thì Trang đã bôi sẵn dưỡng của Laneige. Và lông mày ngày hôm nay thì các bạn biết không, cái lông mày này Trang không thích cho lắm. Ngày hôm nay Trang thử vẽ cái lông mày theo cái khuôn có sẵn mà Trang order trên Amazon á. Cái đề tức là mình chỉ cần việc mình dán vào đấy xong rồi mình vẽ thôi, nhưng mà Trang thấy nó khó hơn là mình tự vẽ vẽ. Với lại cái kiểu lông mày ngày hôm nay của Trang thì Trang không có ưng cho lắm, bởi vì nó Trang không biết diễn tả sao nữa, nhưng mà nhìn tức là nhìn hình nhìn dáng thì Trang rất là thích, nhưng mà đến khi Trang dán lên và Trang thử vẽ lên trên mặt của mình thì Trang lại không ưng cho lắm, bởi vì nhìn nó cứ bị sao, cũng có thể là Trang nhìn Trang chưa quen. Và nó cũng không được đều ở cái chỗ này nữa, thì tí nữa Trang sẽ sửa lại. Đại loại là trên khuôn mặt Trang nó đang có sẵn những thứ như vậy. Và ngày hôm nay thì cái phần nền của Trang đang có một cái suy nghĩ là Trang sẽ sử dụng kem nền của YSL. Đây là cái kem nền dòng tức là All Hour, kiểu dạng như 24 giờ của Lancôme vậy á. Nó cũng là dòng Last Long và trang khuyết điểm Master Concealer của Maybelline. Cái này Trang mua cũng lâu rồi nhưng mà Trang cũng khá là thích, và có một thời gian là nó rất là hot ở bên này đó. Thì lâu lâu rồi thì Trang muốn thử dùng lại những cái thứ mà trước kia Trang chưa quay video cho các bạn. Tức là trong khoảng từ 1-2 năm gần đây, khi mà Trang vắng bóng mà Trang tậu rất là nhiều thứ nhưng mà Trang chưa có thời gian Trang khoe các bạn, thì ngày hôm nay Trang sẽ, hay cũng như là bây giờ, Trang sẽ từ từ dần dần các video Trang sẽ show hết lại các bạn đó. Thì đây là hai sản phẩm lót của Lancôme. Thì em này thì là có nhiều độ ẩm hơn và có một chút xíu gọi là nhũ nhẹ, còn em này thì là vừa là lì vừa là dưỡng. Đại loại là Trang sẽ kết hợp hai cái em này vào với nhau, kể cả khi trên mặt Trang đã có sẵn kem dưỡng nhưng mà Trang vẫn muốn dùng lót. Vì là cái kem nền YSL này của Trang á, Trang thử một lần rồi nhưng mà Trang không chắc chắn là mình còn nhớ được cái kem nền của mình như nào không. Nhưng mà ngày hôm nay thì khi mà nhìn khi mà đụng đến cái loại kem nền này thì Trang có cảm giác là Trang sẽ phải dùng cái kem lót này. Lý do đặc biệt là ngày hôm nay da của Trang rất là khô hơn bữa trước nhiều. Đây là một cái khoảng thời gian mà Trang cảm thấy nó khá là khó khăn về cái mặt, đó chính là sắp xếp công việc hay cũng như sắp xếp thời gian để Trang có thể làm video. Bởi vì bọn nhỏ nhà Trang nó bị ốm á, gạo thì 2-3 hôm trước thì mọc răng, thế là sốt, thế là bạn ấy quấy đêm, Trang không ngủ được, Trang thức suốt 3 ngày hôm nay. Và mặt Trang thì mụn thì nó vẫn chưa lặn đi và nó vẫn nổi lên trên cái phần thái dương và phần cằm của Trang. Mỗi khi mà Trang bị stress hay bị thiếu ngủ kiểu như vậy á, thì mụn hai bên thái dương và bên hai bên mép cằm này của Trang này nó đều nổi lên. Và nó chưa có cái dấu hiệu gọi là giảm đi, nhưng mà tức là nó đang đóng vảy rồi, nhưng mà dù sao thì Trang vẫn bị thức khuya, thế nên là Trang da của Trang nó cũng chưa thể nào mà đẹp hơn được. Đó. Ok, Trang đã đánh xong lót rồi. Thì với cái sản phẩm lót ấy, kem dưỡng thì các bạn phải để từ 5 cho đến 10 phút để kem dưỡng nó thẩm thấu vào da. Còn lót thì các bạn có thể đánh ngay trong vòng 1 phút. Ông bộ bà mình suốt ngày đánh nhau. Trang setup mà làm video từ 1 tiếng trước, tức là 2 giờ. Và bây giờ là 3 giờ rồi. Và bây giờ Trang mới bắt đầu, Trang có thể Trang quay được. Ok, thì đó là cái phần lót của Trang. Ok, với cái phần nền thì Trang sẽ lắc cái lọ nền này của Trang lên. Rồi sau đó Trang sẽ bóp một hoặc hai pump nha. Rồi sau đó Trang sẽ bóp một xíu trang khuyết điểm. Để video lần sau Trang sẽ chia sẻ với các bạn một cái kiểu trang điểm hay cũng như một cái bước nền thật là nhanh chỉ với trang khuyết điểm mà thôi.
Bởi vì các bạn biết không, đôi khi ấy, mình đối với cái phần nền ấy, các bạn biết là phần lót thì mình không thể là mình bỏ qua được rồi, vì nó là cái phần mà giữ cho da của mình đủ độ ẩm, mình trang điểm cho nó đẹp, hay cũng như cho cái phần nền mình đẹp. Nhưng cái phần kem nền hay cũng như là với che khuyết điểm thì mình có thể rút ngắn đi một chút. Vì sao? Cái che khuyết điểm là nó dày hơn kem nền. Thế nên các bạn có thể dùng một bước, đó chính là kem che khuyết điểm, để các bạn có thể make up hay cũng như là tạo một cái bước nền thật là nhanh chóng mà lại rất là tự nhiên, mà lại che được hết khuyết điểm đó. Thì ngày hôm nay thì Trang mix kem nền YSL với che khuyết điểm của Trang. Các bạn biết không, Trang là một đứa rất hay kết hợp các loại, đại loại là Trang rất hay mix kem nền. Bởi vì khi mà mua về ấy, Trang không bao giờ là Trang để đó mà Trang phải thử ngay lập tức. Mà khi mà thử lên thì Trang thấy, ví dụ nhá, cái kem nền nó thấm nhanh nhưng mà hơi khôi nhà đấy, thì Trang trong đầu Trang đã định cái kem nền này nó như thế này. Và khi mà Trang đánh đi ra ngoài hay khi mà Trang dùng cái video thì Trang sẽ mix một cái sản phẩm, bởi vì trong đầu Trang là Trang nhớ cái nào khô, cái nào không khô, cái nào dày, cái nào mỏng, đại loại như vậy. Thì khi mà Trang set up đồ để Trang làm video á, thì thường thường là Trang nhớ nó như thế, và Trang mix mấy cái lại vào với nhau để cho nó tạo một cái sự kết hợp kem nền hoàn hảo, cũng như bước nền hoàn hảo của Trang La La. Đó, thì chấm như thế này rồi sau đó mình cứ tàn để thôi. Ngày hôm nay Trang dùng cọ nhỏ, không biết tại sao như bữa trước á, Trang tán thì Trang thấy rất là ưng cái cọ nhỏ này của View Clinic. Thường là cái cây này là dành cho che khuyết điểm. Đấy, giọng nhà Trang á. À, buồn cười nhá, hôm trước Trang đọc một comment của một bạn nói là Trang thử cho anh bột anh ấy xem video để xem anh nhìn anh ở trên đó anh nghịch như thế anh có xấu hổ không. Thì Trang nói thật với bạn nha, Trang đã thử và nó xem chỉ được đúng một phút đầu, cái lúc mà nó đội mũ á, nó nhìn thấy nó sướng, nó cười đó. Và bây giờ Trang đã tán xong cái phần nền của mình. Thì đối với phần che khuyết điểm nha, thì bởi vì Trang đã trộn che khuyết điểm với kem nền của mình, thì cái phần nền này á, cái độ che phủ vừa phải mà Trang đã rất là thích rồi. Nhưng còn một số cái vết mụn của Trang á, Trang nó vẫn còn hơi một chút xíu. Thì với cái phần thừa của kem nền mà Trang đã ấy sẵn ra tay như thế này, bởi vì khi mà kem nền hay kem che khuyết điểm các bạn để ra ngoài chỉ cần một phút thôi, cái kem nền nó đặc lại, thì như thế nó sẽ cho mình một cái độ che phủ dày hơn. Thì khi đó mình sẽ lấy một cái cọ dẹp như thế này, nhỏ như thế này, và các bạn sẽ lấy một ít kem ở trên tay, và sau đó các bạn sẽ chấm lại vào những cái phần mụn hay cũng như là cái phần sẹo thâm hay cũng như là mụn bọc mà các bạn có. Đó, các bạn chấm lại một chút xíu, chấm nhẹ thôi, mà lấy thật là mỏng thôi, lấy thật là ít thôi. Đó, đó, chấm như thế này xong, Trang có một chút tàn nhang ở đây. Đó, ngày hôm nay á, cái đèn này của Trang nó hơi bị thật ra không phải là sáng, chỉ là nó bắt được cái kem nền thì nhìn nó sáng quá thôi, nhưng mà tí nữa Trang phủ một chút tạo khối lên thì nó sẽ đỡ. Đó, Trang sẽ chấm nó vào đây. Tự nhiên ngứa khóe mũi quá. Các bạn thấy không, nhìn cái quả lông mày này của Trang á, Trang buồn cười quá, nhưng mà thôi, cho rồi, nên ngày hôm nay Trang không tẩy xóa đi nữa. Bởi vì ngày hôm nay nó đã quá là muộn rồi, nên Trang phải tranh thủ Trang quay ngay để Trang còn quay kịp một cái video khoe đồ mới tậu. Đó, sau khi làm như vậy xong thì Trang, một là các bạn lấy tay, hai là các bạn lấy cọ nha. Mà tùy từng loại cọ thì theo Trang thì là cái cọ dặm nền của các bạn ấy, bạn dặm dặm lại một chút xíu để cho nó không còn cái vết cọ á. Nhưng mà thường thường ấy, nếu mà cái phần lót hay cũng như cái phần base của mình á, nó mà tốt á, thì khi mà các bạn chấm một lớp mỏng như thế, các bạn tán một cái cọ dẹp lên thì nó sẽ hòa quẹn vào luôn á. Các bạn không cần, nhưng mà mình cứ cẩn thận thì mình cứ chấm lại thôi. Đó, như thế này xong. Và bây giờ thì Trang sẽ phủ phấn. Thì cái phấn phủ ngày hôm nay thì Trang vẫn sử dụng cái phấn phủ của Lancôme dòng Dufinite. Dòng này thì so với các loại phủ bình thường nó dày hơn một chút xíu, nhưng đối với Trang thì nó không hẳn là dày như MAC Fix Studio đâu, mà nó rất là mịn. Nói chung là Trang cảm thấy nó cho Trang một cái phần
finish hay cũng như cái phần phủ rất là đẹp. Mà Trang phủ nhẹ thôi, Trang lấy cọ khác, tức là cọ mà nó to, nó phát phi cái đầu như thế này này, thì các bạn rậm một chút, các bạn lấy nhẹ thôi thì nó sẽ lấy phấn rất là ít. Thì khi các bạn phủ lên thì cái phần nền của bạn nó sẽ được set, nó sẽ được bám đi và nó sẽ rất là mịn. Đó, và Trang chỉ phủ như này thôi. Và các bạn biết đấy, đối với phần nền của Trang thì phần trán là Trang đánh rất là ít, rất là nhẹ. Đó, đã xong rồi. Và bây giờ thì sẽ đến cái phần tạo khối. Phần tạo khối, Trang vẫn sẽ sử dụng cái bảng tạo khối của Lancôme như bữa trước. Và Trang vẫn sẽ sử dụng cái màu mà Trang bị vỡ đây. Đây, ui, này nó lại vỡ hơn nữa, trời ơi, chết mất. Why? Đó, Trang vẫn sẽ chấm với cái màu này, với cái cây cọ xéo này. Và bắt đầu Trang tán. Thì cái phần má này á, bao giờ cũng là từ mái tóc đi ra. Hoặc là các bạn hóp mặt này, mà Trang này Trang rất ghét hóp. Hóp nhiều mỏi, mỏi mồm, mỏi cơ mồm và cơ mặt. Đó. Còn nếu bạn nào mới chưa quen ấy thì các bạn nên làm như vậy. À, hôm nay khuyên tai đừng lắng nha. Buồn cười. Trang nghĩ bụng, Trang bảo là từ trước đến giờ Trang vẫn như vậy, tính Trang vẫn như vậy, và nói chuyện Trang vẫn cứ như vậy, Trang không thay đổi gì hết. Trang chỉ thay đổi mỗi là bây giờ Trang béo hơn. Cổ Trang nhiều mỡ hơn, tức là Trang có hai cằm á. Đó, chỉ có như vậy thôi. Và già hơn. 30 rồi á. Đau khổ chưa? Cứ nghĩ đến mình tháng 1 tới này là Trang được 30 tuổi. Trang tròn 30 tuổi. Oh my god. Già quá hả? Đó. Sau khi tạo khối cái phần khuôn mặt xong là sẽ như thế này. Và bây giờ là sẽ đến phần mũi. Cười quá, mãi nói chuyện mà cái phần mũi quên mất. Ok, Trang vẫn chấm cái màu đó. Mũi thì thường thường Trang vẫn đi từ đầu chân mày, Trang đi xuống hết cái phần cánh mũi này của mình. Đó. Chắc không hiểu sao cái đợt này Trang và mấy đứa nhỏ mà ai không hết cúm. Nhất là cái quả ho đờm khàn cổ đây mà ai vẫn chưa hết. Anh bột cũng đến khổ thân, đêm ngủ ho nhiều ấy là nhiều. Đó. Bao giờ Trang cũng chết hai cái cánh mũi này của mình. Với các bạn biết không, cái cánh mũi của Trang nó rất là to. Cái phần trên mũi của Trang thì nó cũng là bình thường, nhưng mà so với nhiều người thì Trang bên này, trên này vẫn là rộng. Thế nên cái mũi của Trang nó hoàn hảo cho cái việc là đánh từ trên cái đầu lông mày mình thẳng xuống như thế này thì che được hết cái phần to của mũi của Trang đi. Giờ Trang tá nó ra như thế này. Đó. Và bây giờ thì Trang vẫn dùng cái cây cọ đầu tròn á. Trang lấy một ít cái màu tông highlight, tông sáng này này. Trang mới phủi qua một chút xíu. Và tí nữa Trang đánh highlight bắt sáng nhũ. Đó, như vậy thôi. Nhìn vẫn béo nhưng thôi, tía thả tóc xuống nó sẽ đỡ hơn. Cái phần Trang để mắt thì kem lót mắt ngày hôm nay Trang sẽ sử dụng kem lót mắt dạng kem. Trang hôm trước, hôm qua Trang tìm, Trang có một cái hũ lót mắt dạng kem này của Lancôme. Đó. Bởi vì bữa trước Trang sử dụng cái tuyết kem lót mắt của Lancôme loại mới nhất thì Trang thấy nó, tức là dùng thì nó vẫn ok, nhưng mà Trang thích nó cái loại mà nó có một chút xíu che phủ, như kiểu là Trang khuyết điểm đấy. Đi có Peach của Colourpop thì đây, ten 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 ten, đó, đẹp chưa, trời ơi. Các bạn biết không, Trang bị nghiện cái tông màu cam hồng cam đào này. Và màu đầu tiên Trang sẽ đánh cho phần bầu mắt của mình sẽ là cái màu ngay góc như này. Ok, màu ngay góc này các bạn sẽ nhìn thấy bếp của Trang đây. Màu này. Đó nhá. Trang sẽ lấy cái cây cọ xéo này. Cái cây cọ xéo này á, đối với Trang mà nói thì Trang cảm thấy nó phù hợp hay cũng như nó vừa cho Trang cái bầu mắt của mình luôn á. Đây. Đó. Ok.
tông này, cái màu này là cái tông sáng nhất hay cũng như màu nhẹ nhất, trầm nhất, không hẳn là trầm nhất mà là màu nhẹ nhất ở trong cái bảng màu mắt này, thì Trang sẽ dùng màu sáng nhất hay cũng như là màu nhẹ nhất để Trang làm cái phần lót hay cũng như là cái phần base. Đó. Thường thường nếu mà một cái bảng màu mắt nó không có cái màu da thì Trang sẽ sử dụng cái phấn phủ của mình, để tí nữa Trang sẽ đánh thêm một lớp vào cái phần dưới lông mày của mình. Và bây giờ các bạn sẽ tán mòi vào hết cả bầu mắt. Ngày hôm nay Trang sẽ dùng cái mi giả. Cái mi giả dạng cái mắt nó hơi tia ra một chút xíu, tí Trang sẽ show các bạn cái mi giả đó. Đó. Trang được bạn Thiện, bạn ấy gửi cho rất là nhiều mi giả. Thì cái mi giả đó thì bạn nói là bạn rất là thích, và khi Trang gắn thử thì Trang cũng thấy rất là thích. Thì ngày hôm nay cái kiểu mắt piss này thì Trang, hay cũng như màu hồng đào này thì Trang, hay là cam đào thì Trang cảm thấy là nó sẽ phù hợp với cái màu mi giả đó. Ok. Và bây giờ thì Trang sẽ dùng một cái cây cọ dẹp như thế này của MAC, vẫn cái màu đó, và Trang sẽ đánh ở mắt dưới. Cái phần base, phần đánh hết cả mắt như thế này. Và bây giờ Trang sẽ dùng một cái tông màu, Trang đang suy nghĩ hai cái màu này, màu này và màu này. Thì khả năng là Trang sẽ mix hai cái màu này vào với nhau, bởi vì Trang đang rất là lưỡng lự về cái hai màu. Bởi vì một tông của nó là hồng đào và một tông của nó là cam. Đó. Thôi Trang sẽ mix nha. Ok. Trang sẽ mix hai cái màu này vào với nhau. Và Trang sẽ đánh ở cái phần mí mắt của mình. Đó, đây. Cái này giúp đậm hơn, tạo thêm màu và tạo điểm nhấn. Đó. Làm tương tự với mắt bên kia. Tiếp tục mắt dưới. Đó. Và tiếp theo đó thì Trang sẽ dùng một cái cây cọ đầu tròn nhỏ như thế này. Đó. Và Trang sẽ chấm cái màu nâu này. Đó, nâu này cũng có một chút ánh. Và tí nữa Trang cũng sẽ sửa đây cái phần này, bởi vì cái cây cọ, do cái cây cọ nó hơi lem tràn ra ngoài một chút xíu. Và Trang sẽ đánh cái màu nâu này ở cái phần hốc mắt này của mình. Đó. Hết nha. Hốc mắt rồi sau đó tràn ra một chút đuôi mắt. Đó. Đó. Và phần mắt dưới nữa. Cái kiểu này nó gần như là cái màu độn màu cứ nhẹ, xong rồi đến trung bình rồi đến đậm. Rồi sau đó tán hòa quẹn hết lên vào với nhau như thế này. Đó. Trang sẽ làm về cái mắt bên này tương tự như thế. Tán một chút xíu vào đuôi mắt, rồi sau đó phần còn lại sẽ tán lại vào cái phần hốc mắt như thế này. Đó, rồi sau đó lại chấm và lại tán tiếp vào cái phần đuôi mắt, tạo điểm nhấn cho đôi mắt. Đồng thời nó không quá đậm và nó cũng không quá nhạt. Ở đánh ở mắt dưới.
Đó, được rồi. À, Trang kể cho các bạn nghe đợt vừa rồi Trang về Việt Nam. Trang đi hãng máy bay phải đi vào Aero Air China. Thì tình cờ Trang gặp một cô tiếp viên hàng không. Và bây giờ Trang sẽ chấm với cái màu mà lúc mà Trang đánh làm bay để Trang xoa lại cái phần mắt của mình. Trời ơi, cô đánh cái mắt mà tức là nó cứ đỏ lìm lịm. Nó như là một cái khoảng mắt như thế này. Má ở dưới này đỏ hết, đỏ hồng nha, đỏ hồng. Trời ơi, mới đầu Trang nhìn, tức là nhìn nó đập ngay vào mắt mình. Nhìn mới đầu mình thấy rất là kỳ. Nhưng càng nhìn cô ấy thì Trang lại càng cảm thấy cô ấy rất là xinh. Xinh rất là xinh ấy. Mà thỉnh thoảng cứ hay ra giúp mình ấy đồ. Vì các bạn biết không, Trang về với ba đứa nhỏ thì có con nhỏ đấy nên là Trang hay cứ phải đứng lên ngồi xuống Trang lấy đồ mà. Thế nên là cứ thỉnh thoảng lại ra giúp lấy đồ, trời ơi, dễ thương lãng mạn luôn á. Đó. Và tiếp sau cái bước này thì Trang sẽ dùng một cái cây cọ, đại loại là Trang muốn một cái cây cọ đầu nhỏ khác. Đây. Để Trang bỏ hết cái phấn đi. Trời ơi, bà mì bà nghịch của Trang. Đó, Trang sẽ lấy một cái tông màu nhũ sáng. Thì cái nhũ này thì Trang đang thấy hợp với kiểu màu mắt của mình. Đó. Và Trang sẽ chấm vào cái phần khóe mắt. Chuẩn luôn. Trang chấm vào cái phần khóe mắt và cái phần khóe mắt dưới. Một phần ba. Đó. Phần mắt Trang hay đánh 2 phần 3 ở cái phần mắt dưới. Trời ơi, Trang nhìn thấy xinh rất là xinh mà đánh đúng cái kiểu đang hot 1-2 năm gần đây. Đánh cái má ửng hồng như kiểu say rượu vậy á. Đó. Nhìn đẹp cực luôn á. Rồi sau đó Trang chấm vẫn cái màu nhũ đó, Trang chấm một chút xíu ở cái phần dưới lông mày này của mình. Cái phần này các bạn bỏ qua cũng được, để các bạn có thể lấy cái nhũ bắt, cái phần bắt sáng nhũ highlight á. Các bạn đánh lên một ít cũng được, không Trang thì thường tiện thì Trang sẽ đánh luôn. Rồi sau đó thì Trang lại quay trở về cái cây cọ mà Trang đánh màu base lúc đầu. Trang xoa lại một chút xíu để cho cái phần mắt này của mình nó ấm hơn, nó không bị lạnh. Chấm nhũ thì Trang có một cái màu nhũ cái óng ánh to ở trong cái bảng màu mắt. Nhưng mà Trang nhìn thì Trang không muốn nó lấp lánh trong cái kiểu make up này quá, mà Trang muốn nó toát lên một cái tông màu cam đào thôi. Mà Trang muốn cái nhũ nhẹ hơn một chút xíu. Thì Trang nhìn thấy cái phấn mắt này, nó ghi là Super Soft Eyeshadow. Thì Trang nghĩ là cái màu này nó sẽ óng ánh hơn và nó sẽ pigment hơn so với cái màu mắt thông thường này. Thì đây là cái tông cam mà Trang thấy. So với hai cái màu này thì Trang nghĩ màu này sẽ hợp hơn. Bởi vì đây là một màu màu vàng nhá của cô. Còn cái này thì là màu màu đồng đậm hơn một chút xíu. Thì với cái màu này thì Trang thấy là vừa nhất. Đó, thì Trang sẽ lấy ngón tay áp út của mình, Trang lấy một chút xíu cái màu này. Và sau đó Trang rậm lên cái phần mí mắt hay cũng như cái phần màu mắt này của mình. Chừa cái đại loại là cái mí mắt mà vừa rồi Trang đánh cái màu đậm hơn á. Trang mix hai cái tông hồng cam á, Trang chỉ đánh vào cái mí mắt đó thôi đó. Trang sẽ không động đến cái phần hốc mắt của mình nữa, hay cũng như cả cái bờ mắt của mình Trang sẽ không động đến nữa. Đó, rồi đẹp lắm á. Nhìn ở ngoài lóng lánh, không biết trong video các bạn có nhìn rõ không, bởi vì hiện tại thì mắt Trang cận thế nên Trang không nhìn được rõ cái phần óng ánh đó. Nhưng mà nhìn trong gương, cái gương mà Trang đang soi để Trang đánh này á, thì nhìn nó rất là đẹp. Và hy vọng tí nữa hoàn chỉnh thì Trang sẽ show các bạn gần hơn để cho các bạn nhìn rõ cái màu nhũ này. Đó, trời ơi, đúng ý luôn. Cái nhũ này là đúng ý Trang luôn mọi người ơi. Á, trời ơi, đẹp. Ok, và bây giờ thì sẽ đến cái phần kẻ viền mắt, rồi sau đó uốn mi, rồi sau đó gắn mi giả, rồi sau đó dán kích mí. Đó. Hay dán kích mí trước nhỉ? No, dán mi giả trước rồi sau đó mới đến kích mí. Đó, thì trong cái bộ trong cái bộ collection Pitch gì nhỉ, Baby Got Pitch thì nó có một cái gì nhỉ, chuốt mi. Trang đau họng quá ngày hôm nay như Trang. Không biết sao Trang không,
nó sẽ có một cái lọ chuốt mi màu nâu và một cái cây kẻm mắt nước cũng màu nâu đậm. Nhưng mà Trang muốn cái nâu ngày hôm nay nó nhạt hơn một chút xíu, nhưng mà Trang, đấy là suy nghĩ của Trang thôi, nhưng mà tí nữa mình gắn mi giả thì dù sao nó vẫn sẽ bị đậm. Thế nên là Trang vẫn sẽ dùng cái cây kẻ trong bộ makeup đó mà Trang mua, hay cũng như bộ màu cam đó mà Trang mua của Colourpop. Trang sẽ kẻ nâu đen, nó là nâu đen nha mọi người. Đây, đó, nâu đen, ok. Và Trang cũng ngạc nhiên cái cây kẻ viền mắt này của Colourpop là made in Korea mà không phải là made in China. Em mở mắt ra. Cái hãng Colourpop này là của riêng của bên Mỹ nha. Trang nhầm thôi mọi người, bởi vì đây là lần đầu tiên. Từ trước giờ Trang có biết đến nhưng mà Trang không có tìm hiểu sâu. Và đây là lần đầu tiên Trang mua từ website của Colourpop. Và bây giờ Trang mới nhớ ra rằng là Trang nghĩ là sẽ không có made in China đâu, mà là toàn của made in USA mà thôi. Đúng rồi, yeah. Nhưng mà cái cây kẻ mắt nước là made in Korea nha. Thì Trang nghĩ là bởi vì cái chắc là cái màu nâu này á, hay có lý do nào đó ở Hàn Quốc người ta làm tốt, hay cũng như là đúng cái phần mà họ cho ra và họ đã đặt ở Korea mà thay vì họ phải làm ở Mỹ. Thì cái phần này á mày nói, thì cái phần này á Trang sẽ kẻ viền nó hơi to một chút xíu và nó sẽ ra đuôi của nó ra như thế này. Tí nữa gắn mi giả vào sẽ sửa cái đuôi. Đó, nó sẽ nhọn ra như thế này. Đấy, trời ơi, mất máu quá à. Mặc dù Trang đã đeo len độ cận của Trang, nhưng Trang nghĩ cái bên mắt này của Trang nó tăng phẩy. Bởi vì đợt vừa rồi Trang có đi kiểm tra mắt và họ có nói một bên mắt phải của Trang bị tăng phẩy rất là nhiều. Do một là có thể là do sau sinh, hai là do có thể là Trang cầy điện thoại đêm nhiều quá. Với lại là một điều nữa là Trang rất là lười đeo kính các bạn ạ. Vướng lắm, mà Trang đeo Trang hay bị đau đầu nữa. Làm tương tự với bên này. Và chỉ đi đâu cần thiết thì Trang mới đeo thôi. Nên đó là lý do mà Trang bị tăng phẩy. Trang quên mất, quên review. Thì hiện tại cái bảng màu mắt này là hôm trước Trang đi ra ngoài Trang cũng dùng rồi. Và Trang khá là ưng cái độ pigment hay cũng như cái lên màu của cái bảng màu mắt này. Có điều là cái kẻ viền mắt này Trang không thích cho lắm, bởi vì cái đầu của nó khá là to. Thế nên Trang có muốn kẻ mảnh nó cũng rất là khó, các bạn biết đấy. Thế nên là cái kiểu ngày hôm nay Trang sẽ kẻ viền mắt dày luôn. Và tí nữa gắn mi giả xong thì Trang sẽ sửa sau. Và bây giờ Trang đang cố gắng Trang sửa cái phần đầu mắt này của mình vì nó hơi bị to. Mà lại thế vừa ngồi còn vừa tán phét nữa chứ. Đó thì đang nói đến phần review nhỉ. Thì review thì tức là cái độ pigment ấy của cái phấn mắt của Colourpop này á, hay cũng như phấn mắt Colourpop này á, thì Trang rất là ưng. Tức là nó lên một cái độ vừa phải, nó không quá đậm, không quá dày và không quá mỏng, mà nó rất là vừa. Thế nên Trang có make up nhẹ đi ra ngoài cũng được, mà tùy do cái tông màu các bạn chọn nhá. Các bạn nếu mà các bạn chọn cái tông màu sáng hay tông màu neon thì nó sẽ bật lên. Còn nếu các bạn chọn cái tông màu trầm, màu trung bình thì khi mà các bạn make up tự nhiên đi ra ngoài á, nhìn nó cũng rất là đẹp. Hôm trước Trang đi ra ngoài Trang make up rồi Trang rất là ưng. Đó, cái cây riêng với cái cây kẻ mắt nước này thì Trang không thích cho lắm, nhưng cái lọ mascara màu nâu này Trang rất là thích. Mà Trang thì Trang đọc thì Trang không biết là nó có waterproof hay không, hay cũng như là không lem hay không. Nhưng mà hôm vừa rồi Trang thử thì Trang tẩy đi rất là dễ, nhưng mà ngày hôm đó Trang đi chợ cũng phải vài tiếng thì Trang cũng có chảy nước mắt, nhưng mà Trang không thấy nó bị lem hay cái gì cả, nên Trang rất là ưng cái chuôn mi đó. Còn cái kẻ viền mắt này Trang không có ưng.
Nếu như đầu trí người ta làm nhỏ hơn một chút, nhỏ hơn một chút dạng trí như thế này này thì ok. À nhầm lại, dạng trí dạng bút như thế này thì ok hơn này. Đây. Đó, các bạn thấy không? Nó khác nhau hoàn toàn, cái này của Nhật nhá. Còn cái này là của Colourpop của Hàn, nó như cái lông, các bạn nhìn thấy không? Đó, nhìn thấy chưa? Cái này này. Trời ơi, kẻ thích dã man luôn. Hôm trước Trang đi chợ, Trang tìm được, Trang tậu được cái đúng cái màu nâu. Trang mua hai cây, một màu nhạt, một màu trung bình. Mà cuối cùng về Việt Nam Trang bị mất một cây màu nhạt. Thiệt hại. Thế là hôm nào có dịp thì Trang sẽ lại đi, Trang tậu lại cái màu đó đó. Các bạn biết không, cái kẻ về mắt á, nó mà chưa có khô kỳ ba là nó sẽ dính lên cái phần mắt này rồi. Để tí nữa Trang lấy cái Q-tip mà chắc cũng không nhìn rõ lắm đâu. Thế không, nó khác hẳn luôn. Đó chính là, đây là cái phần mà quan trọng nhất đối với đôi mắt, và nhất là mắt của Trang. Các bạn, từ xưa đến giờ, tức là mắt Trang là mắt lồi. Trang mua mi ở bên này, Trang gắn rất ít khi mà được đẹp. Là cái son lip crayon, son gì chì hay son sáp ạ. À, đây, tông màu này là tông màu nhạt hơn cái màu kia đậm hơn. Em không biết tông màu gì luôn, họ không có ghi. Đó, thì cái này ấy nó khá là nhẹ thôi. Và môi Trang thì Trang đã có một chút kem đèn và kem che khuyết điểm rồi, và Trang sẽ show các bạn là hôm ngày hôm nay Trang sẽ đánh cây này và Trang sẽ phủ thêm một số cái màu phấn mắt ở đây nữa, thì Trang sẽ show các bạn cái kiểu đánh môi của Trang nha. Thì trước tiên Trang sẽ đánh em son tint này vào lòng môi. Đó. Màu của nó sẽ là như thế này nha. Nó không lì và nó có hơi một chút bóng, nói chung là dạng son kem hơi bóng một chút xíu. À, và bây giờ Trang sẽ dùng cái cây cọ đầu tròn mà vừa rồi Trang chấm cái phấn mắt này á. Và bây giờ Trang sẽ chấm cái tông màu này, màu cam hơn này. Trang định lấy cái màu hồng này, nhưng mà thôi Trang đang nhìn thì Trang lấy cái tông màu cam này. Và Trang sẽ phẩy lên cái phần viền môi này của mình. Sau khi nó quận với cái son tint thì nó sẽ ra một cái màu cam đào. Bởi vì cái son bên dưới nó đã có dưỡng rồi, và môi Trang có dưỡng rồi. Thế nên về cái việc phủ phấn đè lên này thì Trang không sợ bị khô, bị nứt. Các bạn thử xem, không hề bị nứt một tí nào. Đó, màu nó như thế này. Và bây giờ Trang sẽ dùng một cái cây son màu nút của L'Oreal. Đó, các bạn nhìn nó cũng hơi gọi là vừa nút vừa hơi hồng, nhưng đánh lên nó sẽ là nút hẳn nha. Trang sẽ đánh ngoài môi như thế này. Đó.
với cái kiểu trang điểm này á, các bạn đánh son bóng hoặc là các bạn đánh cái môi mà nhìn nó mờ mờ ảo nào mà màu nhạt nhạt như thế này á, thì nhìn cái kiểu trang điểm của các bạn nó rất là trong. Đó, trang đèo lên luôn. Đó, như thế. Và bây giờ Trang sẽ lấy một cái Trang phải tìm cái tuyếp son bóng cũng cùng trong cái bộ collection đó luôn. Trang bóp lên một chút xíu như thế này. Đó, Trang chớm vào cái phần giữa môi này vào mình này. Để cho môi mọng hơn. Đó, xong rồi. Và bây giờ thì Trang sẽ xịt một lớp set make up của MAC. Vẫn cái lọ mà Trang vẫn hay dùng á. Đó. Chuẩn bị được tung hoa. Tung hoa. À, Trang đã hoàn thành cái kiểu trang điểm ngày hôm nay. Đó là cái kiểu trang điểm trong veo tông cam đào. Nó thiên về cam hơn là hồng. Với bộ Baby Got Peach Collection của Colourpop, Trang rất là ưng cái kiểu trang điểm này. Với kiểu tóc ngày hôm nay là bởi vì Trang mới gội đầu nên tóc của Trang nó hơi bị xù. Nên ngày hôm nay trông nó hơi bị đẹp dai hơn hơn mọi lần. Nó không được nữ tính. Nhưng Trang cá hay cũng như Trang chắc chắn với các bạn là nếu như các bạn để tóc dài cũng như tóc xoăn hay cũng như tóc ngang vai nhìn rất là huyền diệu, rất là dịu dàng, rất là trong veo, trong suốt với cái kiểu trang điểm cam này của Trang. Yeah, hay cũng như với cái mi giả này của mình. Sao mình lại nói với cái mi giả này nhở? Ok, Trang hy vọng các bạn yêu thích cái kiểu trang điểm này của Trang ngày hôm nay. Và các bạn biết không, Trang có rất nhiều điều muốn nói cũng như muốn cảm ơn tới tất cả các bạn đã xem video của Trang trong 2 tuần vừa qua hay trong 2 tuần. Và video lần này là tuần thứ 3 rồi. Và Trang không biết nói gì hơn là Trang cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều với những lời động viên, những lời chia sẻ, những lời tâm sự và những lời cho Trang một cái sự động viên rất là lớn, hay cũng như một cái sự gọi là nó gọi là sao ta? một cái động lực, cái nguồn động lực để cho Trang cố gắng. Tức là tuần này đã là tuần thứ 3 rồi và Trang set up một cái ngày là ngày thứ 6 của bên Trang, hay cũng như buổi sáng thứ 7 của các bạn. Và tuần này là tuần thứ 3 rồi và ngày hôm nay Trang vẫn thực hiện được một video. Yes! Và tí nữa sau cái video này hay cũng như sau cái Trang quay kiểu trang điểm này, Trang sẽ quay một video khoe đồ mới tậu của mình nữa. Thì Trang cũng hy vọng là các bạn ủng hộ và không than thở nhiều hay cũng như không nói nhiều về cái video đó nữa. Và Trang chỉ biết nói là Trang cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Tuy Trang biết là Trang không thể trả lời hết tất cả các cái comment của các bạn ở dưới, nhưng Trang chắc chắn với các bạn một điều rằng Trang sẽ thả tim vào những cái comment đó cho mọi người nhá. Các bạn thông cảm nha, bởi vì Trang sau một thời gian rất là dài, cảm xúc rồi rất nhiều cái nó lẫn lộn và Trang phải vượt qua cái khoảng thời gian nó gọi là khủng hoảng tâm lý. Phải nói thật là như vậy. Và cho đến bây giờ thì Trang có rất nhiều cái Trang rút ra. Và với cái lần này thì Trang chỉ muốn là lặng lặng làm những gì mà mình yêu thích, chia sẻ những cái gì mà mình yêu thích, mình cho cảm giác là, hay cũng như mình thấy là mình nên chia sẻ. Chỉ có như vậy thôi. Và Trang rất là vui trong cái thời gian này, Trang khi mà Trang quay trở lại và lại được sự ủng hộ của các bạn và được rất nhiều bạn vẫn còn nhớ đến Trang La La thời nào đó, hay là cũng như thời còn con gái và bây giờ là mẹ ba con rồi. Trang vẫn như vậy, Trang không có gì thay đổi cả, chỉ có điều là Trang béo hơn thôi. Nói thì cái cách nói chuyện thì Trang nghĩ Trang vẫn thế. Nó chỉ tùy theo hôm nào mà Trang hứng lên, hay cũng như hôm nào Trang vui, hôm nào Trang buồn, hôm nào Trang bực tức thì Trang vẫn như vậy thôi, không có gì cả. Và có một điều là Trang nó rút kinh nghiệm hơn so với những lần trước. Và Trang sẽ chuẩn bị cho cái thời gian sắp tới này, khi mà Trang quay một cái video về dưỡng da hay cũng như về cái cách trị mụn cám hay gì đó cho các bạn, vì các bạn lại hỏi Trang lại một lần nữa. Và Trang nghĩ mình cũng nên update cái video đó của Trang.
và Trang sẽ ghi ra list những cái phần gì mà Trang phải nói. Mặc dù đó không phải là cái thói quen của Trang nhưng Trang sẽ ghi ra và Trang sẽ cố gắng làm một cái video trôi chảy và cũng tức là vẫn là trò chuyện nhưng mà nó sẽ trôi chảy hơn, nói ngắn gọn hơn, dễ hiểu hơn. Ok, và Trang sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo và cảm ơn tất cả các bạn rất 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 là nhiều nhá. Bye bye.